mình ăn thịt súc sanh cho nên là bây giờ nó nghiện rồi, ăn chay nó nuốt không vô, ăn chay cảm thấy sức khỏe không tốt, mình nghiện rồi và mình tiếp tục trong cái nghiệp sát đó. Chúng ta ở nhà chúng ta không thấy đâu, đến cái bệnh viện mà vô cái khu phẫu thuật á thì mới biết là cái thân thể của người ta là bị cắt ra, bị mổ xẻ, bị xé làm sao, mình vô đó mới biết. Chúng ta vô một cái trung tâm phỏng, sư cô dùng chữ trung tâm phỏng là bởi vì sư cô ở bên Ấn Độ đó thấy một cái chỗ mà phỏng á, một cái khu, một cái bệnh viện lớn lắm, để chi, để nó tương xứng với những cái làng nướng. Quý vị không, Việt Nam mình có phố nướng, có làng nướng. Với cái ngày cúng cái gì đó không biết mà cá lóc nướng trưa à, tôi còn cá lóc vậy lấy cái cây nó xỉu ra rồi đem lên đó mà nướng ở trên cái lò lửa đó. Thì con gái nó dậy đặt vậy đó. Thì những cái thức ăn đó đó, nó chỉ khoái khẩu, có từ ngay cái cửa miệng đưa vô nó xuống tới cái chỗ cổ là nó hết rồi. Tất cả những vị giác khoái khẩu nó nằm trên cái mặt lưỡi này là nó hết rồi, nó vô chỗ đây rồi, hết rồi. Nhưng mà cái hậu quả nó khôn lường, không lường được. Nhưng mà chúng ta không kiềm chế được. Vì sao? Vì nó là một cái thức ăn khoái khẩu mà đã quen rồi. Tức là chúng ta không phải kiếp này mới ăn mặn mà trong nhiều kiếp đã ăn rồi, ăn thịt động vật rồi. Hiểu như vậy để làm gì? Để khi chúng ta còn ăn thịt, chúng ta trước cái bữa ăn, trước khi ăn chúng ta dừng lại một phút thôi, chúng ta nói với mình: con nguyện cho đến lúc nào đó con không cần đến thịt động vật mà sức khỏe con vẫn tốt. À, rồi từ từ đó mình tránh ra khỏi cái đó thì cái phước báo nữa, cái thân của mình á, nếu nhiều đời nhiều kiếp mình ăn chay được, bệnh tật nó giảm. Không phải nói là không có bệnh tật, chưa có ai mà giúp cái đó được hết đó. Cho nên là mình sẽ bệnh tật giảm và những cái mổ xẻ mà cắt xén trong con người của mình tránh được. Và cái còn sống ngày nào thì cái sức khỏe tương đối nó vẫn ở với mình, chứ không phải cần ai phải bồng ẩm mình, không cần ai phải tắm rửa mình hết. À, những cái chuyện mà căn bản trong đời thường đó, ở tuổi nào mình cũng tự giúp cho mình được hết đó, thì đó là phước báo. Còn mình giàu cách mấy mà có người phải bồng, phải ẩm và tắm rửa cho mình, đó là sự bất hạnh. Mà nó nằm trong cái giới sát này thôi, chứ nó không đi ra ngoài cái giới sát.